Mỹ bán tên lửa sát thủ đối không Abraham cho Ba Lan, Nga thêm phần lo ngại. Mỹ tiếp tục bán sát thủ đối không Abraham sau vụ Trust SMR cho Ba Lan, một quyết định khiến cả hải không quân Nga gặp nguy hiểm. Không lực Mỹ đã ký hợp đồng với công ty Raytheon Mexico sản xuất tên lửa Abraham. Theo thông báo trên trang web của Lầu Năm Góc, việc phân phối vũ khí sẽ được thực hiện ở 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có Ba Lan và Nhật Bản. Ngoài tên lửa, Raytheon Mexico sẽ sản xuất phụ tùng và thiết bị telemetry. Hợp đồng trị giá 634,2 triệu USD phải hoàn thành trước khi kết thúc tháng 6 năm 2020. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa Abraham sẽ được cung cấp cho Hàn Quốc, Maroc, Indonesia, Romania, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain, Qatar cũng như Ba Lan và Nhật Bản, hai quốc gia có biên giới với lãnh thổ Nga. Việc Mỹ thông qua quyết định bán Abraham cho Ba Lan có thể khiến chiến đấu cơ Nga gặp nguy hiểm nếu xảy ra xung đột. Tuy nhiên, chừng đó chưa là tất cả những nguy hiểm Nga có thể phải đối mặt, bởi ngay trước khi quyết định bán Abraham được thông qua, Mỹ cũng đã đồng ý bán siêu tên lửa chống hạm Trust SMR cho Ba Lan. Tên lửa Trust SMR là biến thể nâng cấp lớn từ hệ thống tên lửa hành trình tấn công tầm xa Trust SM, được đưa vào sản xuất từ năm 1998. Trust SMR sử dụng nguyên tắc bắn và quên và khả năng miễn dịch với các hệ thống gây nhiễu để có thể tiếp cận và tấn công cả các tàu chiến đối phương. Tên lửa hoạt động nhờ vào sự dẫn đường của hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống dẫn đường quán tính để tìm các mục tiêu quan trọng của đối phương trong suốt hành trình bay. Ở giai đoạn cuối, tên lửa sẽ sử dụng thiết bị dò hồng ngoại để phát hiện chính xác một mục tiêu cụ thể trước khi lao vào tiêu diệt. Biến thể R có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở tầm đến 926 km. Với sức mạnh của Trust SMR, tên lửa này thực sự là cơn ác mộng với nhiều đối thủ. Cùng với việc được Mỹ đồng ý bán hàng loạt vũ khí tối tân, Ba Lan cũng vừa tuyên bố mới lập ra một lực lượng quân sự mới để đối phó với nguy cơ bị láng giềng Nga tấn công. Lực lượng này với khoảng 53.000 người và được Ba Lan xây dựng theo mô hình vệ binh quốc gia của Mỹ, trong đó có cả những dân thường tình nguyện tham gia huấn luyện quân sự để cầm súng khi cần. Tỷ lệ sĩ quan và binh sĩ chuyên nghiệp sẽ chiếm khoảng 6-8% trên tổng số, với vai trò chỉ huy của các đơn vị tình nguyện. Để thực hiện kế hoạch trên, Ba Lan sẽ phải chi ra khoảng 800 triệu euro trong thời gian xây dựng lực lượng kéo dài 3 năm. Theo Warsawa, đây là bước đi cần thiết để nước này tránh rơi vào tình cảnh bị xâm chiếm, như những gì đang diễn ra tại miền đông Ukraine mà Nga bị cáo buộc can dự sâu sắc. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.